Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụ Music. Một khung cảnh dịu dàng và bình yên từ ban công nơi Minh Phụ Music đã có mặt, bàn giao và đập hợp piano B25 tại quận 1. Các bạn cùng theo dõi nhé. Bắt tay vào việc nào anh em. Các bộ phận của chân đàn Justin đang được lấy ra chuẩn bị lắp ráp. Từng bộ phận để lắp chân cùng với ốc vít đều được đóng gói cẩn thận. Cái lắp ráp rất nhanh chóng, chỉ với 3 bước. Đầu tiên sẽ là xếp các thanh kim loại, gắn ốc vít ở phần đế. Tiếp theo sẽ gắn thanh cong, siêu ốc ở phần thân. Và đây là chân đàn Justin đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Phụ kiện này được sản xuất để phù hợp với kiểu dáng của đa số các model piano điện hiện nay, với sự chắc chắn từ chất liệu kim loại cùng các khớp nối cứng cáp tránh rung lắc, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất dành cho người chơi. Sau cùng thì piano điện B25 được bảo vệ cẩn thận trong thùng đàn siêu dày đang được đem ra để lên chân đàn. Nhân viên sẽ dán sticker các chức năng trên đàn. Kidman luôn hiểu được những khó khăn của người mới khi tập chơi đàn, chính vì vậy hãng đã trang bị sticker để giúp cho việc học đàn của khách hàng được dễ dàng hơn. Bên cạnh đó là đưa cây piano đến vị trí đẹp nhất của căn nhà theo sở thích của bạn. Để hoàn thiện vẻ đẹp hoàn hảo của Kidman B25 thì hãng đã rất tinh tế sản xuất giá nhạc cùng màu với đàn. B25 còn trang bị adapter 12V và một pedal để người chơi thỏa sức sáng tạo. Sau đây là vài lời từ vị khách hôm nay. Bạn gái này có sở thích chơi piano cơ. Khi biết B25 có âm thanh trang bị từ nhà Steinway thì đã xem các bản demo trên YouTube và quyết định ghé showroom Điện Biên Phủ mua ngay em đàn này. Dù mang vẻ ngoài gọn nhẹ nhưng bên trong là vô số chức năng ấn tượng. Vì thế các bạn hãy cùng mình khám phá Kidman B25 nhé. B25 với màn hình chán gương cùng dải đèn led ấn tượng 18 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ. Bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên B25, cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ. Với chip Sam 5704 đến từ Pháp mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, tempo, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth Audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua lá đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ room với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng: khi mua B25 tại Minh Phụ Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là chuyến đi bàn giao hôm nay đã thành công rồi anh em ơi. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ hotline 0919768606 và nhanh tay truy cập fanpage website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các phần quà tặng đặc biệt nhé. Minh Phụng Music hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.